Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh mua bán ô tô cũ của Đoàn Nghị. Hôm nay mẹ về một chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 2.0 máy xăng, mang biển kiểm soát 30A01597. Hiện tại chiếc này đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và sau đây em sẽ quay qua phần thân vỏ cho các bác được xem này. Vâng, sơn xi của xe này màu bạc, rất là sáng bóng, chặt chẽ các bác nhé. Trang bị 4 bánh hàng đúc. Một mẫu xe Toyota Innova bản E số sàn, máy 2.0 máy xăng. Một mẫu xe gia đình, không taxi, không dịch vụ các bác nhé. Trang bị la răng đúc 4 bánh. Lốp dép của nó rất là đẹp các bác nhé. Một mẫu xe Innova bản E, một mẫu xe quốc dân, một mẫu xe lồi đồng cối đá, mang thương hiệu Nhật Bản, mang biển kiểm soát Hà Nội. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này thì mua về thì đỡ được 20 triệu tiền biển các bác này. Hai cặp đèn phanh của nó này rất là sáng bóng đều nhau các bác nhá. Trang bị gạt mưa sau nguyên bản theo xe. Trang bị cảm biến va chạm đằng sau xe các bác này. Gương kính chỉnh điện nguyên bản theo xe. Một mẫu xe Innova bản E số sàn, máy 2.0 máy xăng, có năm sản xuất 2013. Và sau đây em sẽ tiến vào phần gầm cho các bác xem này. Vâng, đây là phần gầm của xe các bác nhá. Gầm mẹ này chắc lịch, không hề có hiện tượng mù mọt chi, không hề mù mọt, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Xe gia đình tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Và sau đây em sẽ đi vào phần cốp sau xe cho các bác xem này. Vâng, đây là phần cốp đằng sau xe này, rất đẹp các bác nhé. Tất cả những ốp nhựa của nó này rất là ok. Đây là tất cả những cái đinh bấm này nguyên bản các bác nhé. Keo chỉ, phần keo chỉ lắp cốp zin, ốc ác chưa hề động đến ca đêm bỏ lết. Một mẫu xe Innova bản E các bác nhá, bản E số sàn máy 2.0. Đây là những cái ốp nhựa, lúm nhựa của nó này vẫn còn nguyên bản, chưa hề đâm xô tai nạn. Xe gia đình đấy, đã được trang bị sàn 3D các bác này. Đấy, sàn 3D các bác nhá. Trần của nó là trần nỉ nguyên bản theo xe, đã được bọc một lớp ni lông. Trang bị hai dàn điều hòa độc lập, với một dàn điều hòa đằng trước là ba dàn điều hòa. Màn hình cam nồi đầy đủ. Tư nhân chính chủ biển Hà Nội. Một mẫu xe Innova. Đây là phần hàng ghế thứ ba này. Đó, hàng ghế thứ ba. Anh em đi 5 người thì gấp cái hàng ghế thứ ba này lại, làm khoang đựng đồ. Rất là rộng rãi các bác nhá. Rất rộng rãi luôn. Đấy các bác xem. Treo ghế lên nữa thì rất là ok. Một mẫu xe Innova. Hai cặp đèn phanh của nó này các bác xem. Rất đẹp luôn. Đấy, biển Hà Nội. Biển Hà Nội rất là giá trị các bác nhá. Còn đây là phần quả lốp đằng sau bên phụ. Phần cua lốp không hề có hiện tượng mù mọt. La răng đúc 4 bánh. Lốp dép của nó khe múi rất là dày. Tay lắm mở cửa đã được ốp inox mạ chrome. Còn đây là phần hàng ghế giữa này. Đấy, hàng ghế giữa sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhá. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi.
rất đẹp luôn cho một chiếc Innova. Đây hốc ở này này, chưa hề động đến calemret. Cột kèo, qua xem cột kèo này. Đây cột kèo này. Đấy, cột kèo đinh bấm nguyên bản các bác nhá, nguyên bản luôn, mối hàn chập điện. Đấy, cột kèo đầu đít keo chỉ zin, máy số zin các bác nhá, máy số zin luôn. Xe thật đẹp luôn, xe gia đình. Đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng sau bên phụ. Đấy, lớp lề của nó các bác xem này, táp lô táp ly. Âm thanh, phần khung cánh cửa, khung cánh cửa, phần keo chỉ, keo chỉ, keo chỉ zin. Đấy, hộp ba bô lê sàn rất đẹp. Đây các bác xem này, hộp ba bô lê của nó này rất đẹp các bác nhé. Tay lắm mở cửa được ốp inox mạ chrome. Còn đây là phần ghế da đằng trước các bác này. Đấy các bác xem bộ ghế da của nó rất đẹp luôn các bác nhé. Trang bị hai túi khí an toàn, một cho người lái với một người ngồi bên phụ. Màn hình, khóa khiển, một mẫu xe Innova bản E số sàn. Ốc bà lê này, chưa hề động đến calemret. Cột kèo, phần cột kèo đinh bấm, cột kèo đinh bấm zin các bác nhá, cột kèo đinh bấm zin. Ốc bà lê, phần bậc lên xuống đã được ốp inox mạ chrome, nhãn hiệu của Innova. Táp lô táp đi của cánh cửa đằng trước bên phụ. Phần âm thanh, phần khung cánh cửa, khung cánh cửa không hề có hiện tượng mù mọt. Keo chỉ, keo chỉ của nó keo chỉ zin. Đấy, rất đẹp các bác nhá, một chiếc Innova tích hợp xi nhan bên sườn, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2020. Đấy, đăng kiểm thì còn có một còn được đến 29 tháng 11, cũng còn một tháng nữa các bác nhé. Lóc xe này, ở đây là phần quả lốp đằng trước bên phụ, lốp đằng trước bên phụ, phần thụt giật sóc này, phần cua lốp không hề có hiện tượng mục mọt chi. Một mẫu xe Innova có năm sản xuất 2013, bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng, mang thương hiệu Nhật Bản, mang biển kiểm soát Hà Nội. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em. Em tên là Nghị, địa chỉ của em là 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Bên em là đơn vị chuyên kinh doanh và mua bán tất cả các dòng xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Bác nào mua xe cũng như bán xe thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em, hoặc đến trực tiếp cửa hàng của em các bác nhé. Đấy, phần cua lốp này rất đẹp, la răng đúc 4 bánh, lốp dẹp rất là ok, kèm múi rất là dày. Còn đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng sau bên lái các bác này. Phần âm thanh, phần keo chỉ, keo chỉ của nó keo chỉ zin. Khung cánh cửa không hề có dấu hiệu mù mọt các bác nhé, không hề mù mọt. Táp lô táp đi rất là đẹp, lớp lề nguyên bản, bạc lên xuống nội thất rất là tươi. Phần cột kèo, cột kèo đinh bấm, con xem cột kèo đinh bấm zin, cột kèo đinh bấm zin thôi nhá, không hề mất đến một cái đinh nào. Con này xe gia đình được cái biển Hà Nội, biển Hà Nội thì rất là giá trị các bác nhá. Bác là Hà Nội, Sài Gòn đúng chân mẫu xe này mua về thì
đỡ một khoản chi phí khá khá là 20 triệu tiền biển các bác nhá. Đấy. Còn đây là phần táp lô táp đi của cánh cửa đằng trước bên lái các bác này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện. Đấy. Phần keo chỉ. Keo chỉ zin. Khung cánh cửa. Không hề mục mọt. Đây là phần tem mác theo dõi sản xuất này. Ốc bật lề chưa hề động đến ca lê mở lên. Phần cột kèo. Cột kèo định bấm này. Nó zin nguyên bản các bác nhá, zin nguyên bản mới hàn chập điện. Nội thất rất là tươi. Và sau đây em sẽ tiến sâu bên trong nội thất cho các bác xem này. Còn đây là phần bô lăng của xe này. Bô lăng 4 chấu trang bị túi khí an toàn. Túi khí ABS đầy đủ. Bô lăng rất là đẹp các bác này. Sau đây em sẽ lổ máy lên này. Vâng, máy đã lổ các bác nhé. Máy lổ rất là êm. Mặt đồng hồ này không báo một lỗi gì các bác nhé. Xi nhan phun nước gạt mưa. Quả số. Phanh tay. Đây là phần bệ tì tay. Tất cả những ốp cột của nó đấy. Chắn nắng. Phần hộp đựng kính. Đèn trần. Chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhé. Đây là gương chiếu hậu. Táp lô của nó rất là đẹp. Đây là phần kính lên xuống này. Hoạt động rất là trơn tru các bác nhé. Đó, rất là trơn tru. Gương chỉnh điện. Đó. Hoạt động rất là trơn tru. Táp lô của nó này. Các bác xem, rất đẹp luôn. Đây là phần điều hòa phía sau này. Đấy, phần điều hòa phía sau này. Đấy, em đóng điều hòa đây này. Đấy, đóng điều hòa. Đấy, điều hòa nó rất là mát. Đấy, âm thanh vũ trường. Rất là hay. Bô lăng bốn chấu rất là đẹp. Chưa hề có sự hao mòn mấy các bác nhé. Và sau đây em sẽ tiến vào phần tổng quan khoang máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Toyota Innova có năm sản xuất 2013, phiên bản số sàn máy 2.0, máy xăng bảng E. Đấy, máy móc này lổ rất là êm. Ốc A vẫn còn sơn chấm 7 màu quá nhá. Máy móc thì
máy số zin. Đấy, cụm chia ABS chống trơn, chống trượt, chống bó cứng. Tất cả những cái tinh bấm giằng giật này. Đấy, tinh bấm giằng giật nguyên bản. Lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng móp méo chi các bác nhé. Không hề móp méo này. Đấy, các bác xem rất là ok. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này mua về chạy gia đình hoặc chạy dịch vụ đều ok các bác nhé. Tiếng máy lỏ rất là thì thầm. Đấy, coi này, lốc điều hòa này. Đấy, két nước này. Rất đẹp các bác nhé, chưa hề động đến ca lê mở lên luôn. Máy số gì? Máy số zin các bác nhé. Ốc vẫn còn sơn chấm 7 màu. 375 triệu đồng cho một mẫu xe Innova bản E số sàn, máy 2.0, máy xăng. Phần là lắp capo này. Đấy, keo chỉ zin nó nhăn, lỗ của nó tròn. Nguyên bản không hề có dấu hiệu móp méo chi. Rất là đẹp, tổng quan của lắp capo. Còn đây là phần là tổng quan khoang máy. Dạ vâng, ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ 28A Quỳnh Hoàng, Lam Sơn, An Dương, Hải Phòng. Em vừa quay tổng quan tổng thể một mẫu xe Toyota Innova có năm sản xuất 2013, phiên bản A số sàn, máy 2.0, máy xăng. Hiện tại chiếc này bên em đang chào bán với giá là 375 triệu đồng. Bác nào mà đúng chân mẫu xe này thì hãy cứ nhấc máy lên alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em lần đầu thì hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau ạ.